mừng quý vị cùng quay trở lại với bản tin thể thao chính thức của VTV trên nền tảng số. Thể thao đang có những chuyển động gì đáng chú ý? Ngọc Mai sẽ gửi đến cho quý vị ngay sau đây. Trận đấu tâm điểm của vòng 34 giải Ngoại hạng Anh trong ngày thứ 7 này là cuộc so tài giữa Arsenal và Manchester United. Một trận đấu hot cả ở tên tuổi và tính chất ảnh hưởng tới cuộc đua top 4. Nhưng nếu từ mix đội hình hai đội thành một, xem ra thì Manchester United lại có phần thất thế trước đối thủ. Ý tưởng kết hợp lực lượng hai đội bóng Arsenal và Manchester United thành một đội hình, nếu mà dưới thời Patrick Vieira với Roy Keane thì xem ra đúng là nhiệm vụ bất khả thi. Nhưng bây giờ thì lại được nhắc tới bởi cả đội bóng đã làm cuộc đối đầu này tiến hóa hơn. Vì thế mà báo chí Anh đã mạnh dạn thử đề xuất một đội hình theo sơ đồ 4-2-3-1 luôn. Xét theo phong độ ở từng vị trí thì Arsenal thắng thế với 7 cầu thủ vắng mặt. Trong khi đó thì Manchester United có đúng 4 cầu thủ thôi. Đó là thủ môn David De Gea, trung vệ Varane, tiền vệ trung tâm Fred và Cristiano Ronaldo đá cao nhất trên hàng tấn công. Thôi thì đánh ăn ủi là ít nhưng mà có khi lại chất khi mà 4 cầu thủ này trở thành trụ dọc tạo ra xương sống cho cả đội hình này cơ mà. Cuộc đua song mã tới ngôi vô địch Ngoại hạng Anh mùa này giữa Manchester City và Liverpool đang rất khốc liệt. Giờ đây thì mỗi trận đấu đều như một trận chung kết và huấn luyện viên Pep Guardiola cũng đã có những phát biểu thể hiện sự quyết tâm bảo vệ chức vô địch của The Citizens. Manchester City sẽ chiến đấu với nỗ lực tột cùng, cả về thể chất và tinh thần cho cuộc đua vô địch này. Tôi chắc chắn về điều đó bởi tôi hiểu rõ bản thân mình cũng như là các học trò. Chúng tôi chỉ còn 17 hay 18 cầu thủ có thể thi đấu, nhưng kể ra chỉ còn 13 hay 14 người thì chúng tôi vẫn sẽ thi đấu với quyết tâm cao nhất. Đó là những chia sẻ của huấn luyện viên Pep Guardiola trước trận đấu với Watford vào tối ngày hôm nay. Dù chiều sâu đội hình bị ảnh hưởng với những chấn thương, nhưng Manchester City vẫn rất tự tin có thể bảo vệ chức vô địch với lợi thế dù chỉ là một điểm mong manh. Cũng liên quan tới Manchester City, ngôi sao đắt giá nhất trong lịch sử của đội bóng này là Jack Grealish. Tuy chưa thể hiện quá ấn tượng trên sân cỏ, nhưng lại đang tiến đến những bước dài trên con đường trở thành thần tượng thời trang, giống như người tiền bối David Beckham. Với vẻ ngoài điển trai đầy lãng tử, Grealish hiện đang ký hợp đồng với hàng loạt những thương hiệu thời trang nổi tiếng như Gucci hay Armani, và được báo chí danh giá là dần trở thành một thần tượng văn hóa pop của nước Anh. Vâng, trước những lời khen có cánh từ đối thủ trực tiếp là Pep Guardiola khi nói rằng Liverpool là một trong những đội bóng mạnh nhất lịch sử bóng đá thế giới, huấn luyện viên Jurgen Klopp cũng đã tỏ ra rất biết mình, biết người khi đáp trả như thế này. Cảm ơn rất nhiều Pep, tôi cũng có thể dễ dàng đáp lại rằng họ mới là đội bóng xuất sắc bậc nhất lịch sử. Còn nếu không muốn nói là xuất sắc nhất ấy chứ, tôi không thể so sánh với bóng đá của 20 hay 30 năm trước. Nhưng với tiêu chuẩn của bóng đá hiện tại thì rõ ràng Manchester City thực sự rất đẳng cấp và thực sự thì tôi không thấy một đội bóng nào xuất sắc hơn họ lúc này đâu. Một diễn biến rất được quan tâm khác của bóng đá châu Âu là việc Manchester United ký hợp đồng với lại huấn luyện viên Erik ten Hag. Một huyền thoại của sân Old Trafford là Wayne Rooney đã đưa ra đánh giá của mình về quyết định này của đội bóng cũ. Thành thực mà nói thì tôi không biết rõ về vị huấn luyện viên này. Người mà tôi biết rõ hơn là Pochettino khi ông ấy làm việc tại Ngoại hạng Anh. Nhưng tôi chắc rằng Manchester United cũng đã nghiên cứu rất kỹ lưỡng trước khi ký hợp đồng với huấn luyện viên mới. Và tôi cảm giác rằng họ đã chọn đúng người. Tôi cho rằng đây là một quyết định đúng và rất mong chờ sự trở lại của đội bóng trong tương lai là như thế nào. Mùa giải chưa kết thúc nhưng các đội bóng Anh đã rục dịch kế hoạch nhân sự cho mùa giải tới. Một trong những cái tên rất được chú ý ở kỳ chuyển nhượng mùa hè là Declan Rice sau những động thái mới nhất của tiền vệ tài năng người Anh này. Báo chí Anh đưa tin tiền vệ Declan Rice đã thêm một lần nữa từ chối đề nghị gia hạn hợp đồng với West Ham. Cầu thủ 23 tuổi từng thừa nhận muốn tìm kiếm một đội bóng mới cho anh tham vọng có được những danh hiệu. Theo các chuyên gia, giá của Declan Rice thì sẽ không dưới 100 triệu bảng. Manchester United được cho là đã có những đề nghị với West Ham từ tháng 1 năm 2022. Tuy nhiên thì kế hoạch chuyển nhượng của đội bóng này vẫn chưa được công bố cho tới khi tân huấn luyện viên Erik ten Hag nhậm chức vào tháng 6 tới. Trước sự trở lại ấn tượng của Christian Eriksen trong màu áo của Brentford, một số đội bóng tại Anh như Tottenham hay Leicester City cũng đã thể hiện sự quan tâm tới tiền vệ này. Tuyển thủ Đan Mạch sẽ hết hợp đồng với Brentford sau khi mùa giải này kết thúc và trở thành cầu thủ tự do. Do đó, đội bóng nào chưa mộ được anh sẽ không mất phí chuyển nhượng. Iga Swiatek đang là cái tên đầy sức hút của quần vợt thế giới. Cô vừa trở thành tay vợt nữ trẻ thứ 3 có được chuỗi 20 trận thắng liên tiếp trở lên trong thế kỷ 21 sau hai chị em nhà Williams. Thậm chí là sau khi có được trận thắng thứ 21 thì Iga Swiatek còn hào hứng chia sẻ bí quyết chiến thắng bằng cả tiếng Anh và tiếng Ba Lan mẹ đẻ.
Bí quyết chiến thắng của Iga Swiatek thực ra lại rất đơn giản luôn, đó là cố gắng từng bước một. Tay vợt nữ số 1 thế giới chia sẻ, cô không thích nghĩ nhiều về những gì đã xảy ra và những điều sẽ xảy ra tiếp theo, mà chỉ tập trung vào những trận đấu tiếp theo mà thôi. Tôi thực sự chuẩn bị mọi thứ tốt nhất và cố gắng phục hồi sau mỗi trận. Thành thật mà nói thì tôi và đội ngũ của mình đã thực hiện một khối lượng công việc lớn và mọi thứ đang thuận theo quỹ đạo, đằng sau đó là công việc rất vất vả. Để thêm phần thuyết phục, Iga Swiatek còn khuyến mại thêm phần chia sẻ bằng tiếng Ba Lan quê hương cô về vấn đề này. Ở các trận đấu thể thao ngoài trời thì đôi khi chúng ta vẫn hay bắt gặp những chú mèo vô tình chạy vào sân bóng đá hay là những chú cá sấu đi lững thững trên sân golf nào đó của nước Mỹ. Vậy mà tại một giải đấu diễn ra trong nhà lại vừa chào đón một vị khách đặc biệt ghé thăm. Những hình ảnh của vị khách đặc biệt này cũng sẽ khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Quý vị đừng quên bấm like và subscribe Thể thao VTV để liên tục cập nhật những thông tin thể thao đáng chú ý. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Nhà thi đấu Crucible Theatre tại Sheffield, nước Anh vừa đón một vị khách bồ câu hiếu kỳ ghé thăm giải Bia Stoker vô địch thế giới và khiến cho cầu thủ Champion Town phải ngỡ ngàng, đồng thời làm trận đấu với Max Selby bị gián đoạn đôi chút. Chú bồ câu này thậm chí còn tò mò quan sát xem vị trí các viên bi trên bàn đã được sắp xếp hợp lý hay chưa trước khi được mời ra ngoài để trận đấu được tiếp tục. Một ví dụ cho thấy sức hút của thể thao quả là không giới hạn.